Xin kính chào quý khán giả và bà con nông dân. Trong 24 giờ qua, sự suy yếu của khối không khí lạnh tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang phía Đông, khiến cho nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất đo được ngày hôm qua tại Mường La, Sơn La là 37,8 độ, Tương Dương, Nghệ An là 37 độ, Khe Sanh, Quảng Trị là 35,5 độ. Riêng các tỉnh ven biển phía Đông, thời tiết vẫn diễn ra khá mát mẻ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn là nhân tố chủ đạo chi phối thời tiết các tỉnh phía Bắc của nước ta. Điều này khiến cho nhiệt độ các khu vực tiếp tục tăng dần lên. Các khu vực giáp biên giới phía Tây do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên ban ngày còn nắng nóng cục bộ. Khu vực các tỉnh ven biển phía Đông do còn bị ảnh hưởng bởi trường gió Đông Nam chứa nhiều hơi ẩm nên thời tiết vẫn diễn ra mát mẻ, trời khá nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Thời tiết các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào cho tới Tây Nguyên và Nam Bộ trong 24 giờ tới chưa có biến đổi nhiều. Ban ngày trời tiếp tục có nắng, riêng Nam Bộ thời tiết nóng bức hơn cả với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho tới 36 độ. Với kiểu thời tiết trên thì tình trạng khô hạn vẫn diễn ra ở hầu khắp các khu vực này. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ trời ít mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi từ 35 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 60%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và cao nhất từ 25 đến 28 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ và cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Riêng vùng giáp biên giới có nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực phía Tây phổ biến từ 33 cho tới 36 độ với độ ẩm từ 60 đến 80%. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, theo dự báo trong những ngày tới, các khu vực thuộc miền Trung sẽ diễn ra tình trạng ít mưa, nhiệt độ tăng cao do nắng nóng khiến bốc hơi tăng. Điều này khiến cho khô hạn vốn có lại càng diễn ra nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, thì trên địa bàn hiện có gần 600 trên 980 ha lúa vụ đông xuân, 500 ha cà phê và hàng nghìn diện tích sắn đang khát nước nghiêm trọng. Hạn hán đặc biệt khốc liệt tại các xã Vùng Lìa, A Túc, A Sinh, A Rơi, Thuận, Thanh Si và hai xã trọng điểm trồng cà phê là Tân Liên và Hướng Tân. Không chỉ cây trồng mà người dân ở Vùng Lìa cũng đang khát nước. Tại xã A Rơi, nhiều người dân đã phải tận dụng mọi nguồn nước từ khe suối, vũng nước đọng để sinh hoạt. Dù nhà máy sử dụng nước không cần biết sạch bẩn, nhưng họ vẫn lo lắng bởi chỗ nước đó rồi sẽ cạn vì quá nhiều người cùng dùng mà trời thì mãi không chịu mưa. Chuyển sang vùng cao Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và nóng bức, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi từ 34 đến 35 độ, độ ẩm từ 45 đến 55%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng và trưa ít mây, trời nắng, trưa chiều nóng bức với nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 35 độ, riêng phía Bắc của miền Đông nhiệt độ cao nhất từ 36 cho tới 37 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 50 đến 60%. Thưa bà con, ngờ tình trạng hạn hán và thiếu nước, thì người dân ở miền Đông Nam Bộ còn phải đối phó với xâm nhập mặn đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp cũng như vấn đề nước sinh hoạt của người dân nơi đây. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, diện tích lúa thiệt hại trong toàn tỉnh trên 6.500 ha, trong đó gần 700 ha mất trắng. Nếu tính trên địa bàn thì diện tích lúa mất trắng nhiều nhất thuộc về huyện Thạnh Phú, 328 ha, Bình Đại là 300 ha. Còn mức thiệt hại về lúa nhiều nhất là tại huyện Ba Chi 12 tỷ đồng, Gồng Chôm là trên 9 tỷ đồng. Về tình hình sử dụng nước cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, trên địa bàn tỉnh hiện có 63.000 hộ với trên 258.000 người đang trong tình trạng thiếu nước ngọt sử dụng. Chính vì vậy mà nhiều nơi, nhất là các huyện vùng biển như là Ba Chi, Bình Đại, Thạnh Phú thì người dân phải chấp nhận mua nước sinh hoạt với giá từ 40.000 đến 60.000 đồng một mét khối. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.